Xin chào các bác nhá. Bây giờ là đang khoảng tháng 3 âm lịch. Đâm chồi rể lộc ra hoa. Các những cái cây hoa lan của mình mà đang mùa ra hoa này sẽ có rất những cái loại hoa mùi thơm ấy, rất nhiều kiến. Hôm nay em chia sẻ cho các bác là cách bẫy kiến. Thì em vừa làm thì nó có một cái đàn kiến đây. Em bôi lên lên cái dây dây móc. Đó. Đây em trộn một ít sữa và Atolix Bencola. Đấy, một con rụng rồi, một con rơi rồi. Bọn này nó khôn lắm, nó biết mình bôi bôi thuốc lên nó không không đi đến chỗ đấy, nó cứ để ở ở im chỗ cái lá này thôi. Thôi nha, em chào các bác nha.